Mitsubishi 3WF3. Bây giờ chúng ta hãy cùng khui thùng để kiểm tra phụ kiện bên trong máy nhé. Khi khui thùng thì đây sẽ là ống khuôn của máy. Và đây là thân máy, chúng ta sẽ kiểm tra phụ kiện bên trong bình chứa. Nắp và ron cao su để chống rò rỉ nước, một vật lọc rác, đây là ống nhúng của máy. Của dây đeo lưng. Một sách hướng dẫn sử dụng. Đây là tay cầm và bộ dây lớn. Ống dẫn hơi của máy. Trong này là các phụ kiện bao gồm lọc nước, bình hoa xăng, đầu phun, ống dẫn nước, bộ bếp và khóa nước. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắp ráp chiếc máy này nhé. Tùy theo mục đích của các bạn sử dụng mà các bạn có thể sử dụng là phun hạt hoặc là phun phân hoặc là phun nước. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và lắp ráp cách phun phân trước. Đầu tiên thì các bạn lắp ống nhúng vào trong đầu ra của máy. Các bạn dùng cổ dê để siết chặt. Lắp cổ dê vào bên ngoài ống nhúng và đưa vào trong đầu ra của máy. Sau đó dùng khóa siết chặt cổ dê lại. Tiếp theo thì ta sẽ lắp ống phun vào trong ống nhúng. Tương tự các bạn lấy một cái cổ dây để siết chặt. Dùng khóa siết chặt cổ dây lại. Tiếp theo thì ta sẽ lắp tay cầm cho máy. Đây là bộ phận tay cầm và ốc để gắn tay cầm. Các bạn gắn trực tiếp lên trên ống khuôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắp dây đeo cho máy. Mong
bên dưới. Tương tự với bên còn lại. Bây giờ tôi sẽ đeo lên cho các bạn xem. Giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy này. Chức năng của nó là phun phân hoặc là phun hạt. Đối với chức năng phun hạt thì các bạn lưu ý là chúng ta có hai cần điều khiển, là một cần ga và một cần xuống của lưu lượng hạt. Khi các bạn muốn phun mạnh á, xa thì các bạn mở gạt cần lưu lượng hạt lên phía trên tùy theo mức độ của bạn và tăng cần ga lên. Tương tự khi muốn phun ít hoặc là gần thì các bạn giảm nhỏ ga và giảm nhỏ lưu lượng xuống lại. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chức năng phun nước của máy. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắp ráp chức năng phun nước. Đối với chức năng phun nước thì các bạn cần thay miếng lọc, thay miếng lọc hạt bằng miếng lọc nước. Các bạn dùng khóa mở hai con lốc hai bên bình chứa để thay miếng lọc ở phía dưới. Phía bên trong ta sẽ có miếng này là miếng lọc hạt và bây giờ ta sẽ thay bằng miếng lọc nước. Đây là miếng lọc nước của chúng ta. Các bạn là tháo gông cao su. Và lắp vào miếng lọc nước này. Sau đó thì gắn bình chứa trở lại và chiết ốc. Thank you.
Tiếp theo thì ta sẽ lắp dây hút nước. Các bạn thay bằng thay nắp đại này bằng một nắp lọc. Đây là đầu nối nước của máy các bạn. Thêm ron vào. Và gắn lên bình chứa. Siết thật chặt để tránh bị rò rỉ nước. Đây là dây hút nước. Các bạn lắp từ đầu vòi phía bên trong và lắp xuống đáy của miếng lọc. Tiếp theo thì ta sẽ lắp dây dẫn nước. Đây là dây dẫn nước và lắp luôn cả van khóa của máy. Đây là van khóa nước. Đầu một đầu của dây dẫn nước ta sẽ lắp vào đầu ra của nước của máy. Các bạn dùng cổ dê để gá chặt, tránh bị rò rỉ nước. Tiếp theo thì ta sẽ gắn van khóa nước lại, gắn vào bộ dây thứ hai từ ống nhúng vào ống phun của máy. Giờ chúng ta sẽ gắn dây dẫn vào trong van khóa. Dùng cổ dê để siết chặt lại. Tiếp theo thì lắp dây dẫn từ van khóa ra đầu phun. Chúng ta lắp đầu phun vào cuối của ống phun. Như vậy là ta đã hoàn thành lắp dây dẫn nước, van khóa, đầu phun và trong cần phun của máy. Bây giờ chúng ta sẽ lắp dây hơi nối trực tiếp từ phía dưới cánh quạt, bình hơi của cánh quạt lên trên nắp của máy. Một đầu ta sẽ lắp ở phía trên của nắp. Chúng ta gắn vào đây. Đầu còn lại ta sẽ lắp với vòi nối hơi ở phía dưới miếng lọc. Thì cách sử dụng phun nước của máy thì cũng tương tự như cách phun hạt. Nếu mà muốn phun xa hoặc là phun nhiều thì các bạn tăng gần ga và tăng tốc độ gió của máy, sau đó thì mở van khóa nước. Phía trên đầu phun các bạn có 4 nắp để lựa chọn từ 1 đến 4 tương ứng với 1 lít trên phút, 1,5 lít trên phút, 2 lít trên phút và 2,5 lít trên phút. Máy phun đa chức năng ZS Mitsubishi 3WF3 có bình chứa là 26 lít, sử dụng động cơ 40cc, hệ thống khởi động bằng tay bằng cách giật nổ, có thể phun được các loại hạt, gieo mầm, lúa hoặc là phun vôi, khử trùng, phun thuốc, vệ sinh. Máy phun đa chức năng ZS Mitsubishi 3WF3 có bình chứa là 26 lít, sử dụng động cơ 40cc mạnh mẽ, có thể phun được hạt, phun vôi hoặc là phun nước tiêu độc khử trùng. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp trên máy tại cửa hàng 34 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.
Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.